Đánh trống khai giảng, dàn trống chuẩn bị 1, 2, 3. Tôi xin trung bình do học hành cho đàng hoàng, không ba má đưa lên thiên đàng do màn hình để hình nàng, nhưng tao nhớ một cái đá cây vàng do đời học sinh là vàng, phất kiểu học như chỉ muốn qua màn do học hành cho đàng hoàng vào mười điểm, tao nói là học hành cho đàng hoàng vào đàng hoàng lớn chi, học hành cho đàng hoàng vào, tao nói là học hành cho đàng hoàng vào. Hôm nay là buổi khai giảng đặc biệt, các em nhớ ghi màn hình lại để cho con cháu mình xem nha. Toàn trường tắt bấm hết, ai muốn bấm thì bấm vô cái icon giơ tay để tôi chọn, như cái chờ gì đó. Chuẩn bị tiến hành buổi lễ. Chào cơ, chào. Bước chân dồn bóng trên đền gầm đền xa. Làm gì ồn vậy? Hai câu làm gì ồn? A few moments later. Rồi bạn ơi, vô. Việt Nam phá, hôm nay Quang Hải ghi bàn chắc luôn. Việt Nam vô địch. Ra về là thắng chắc luôn nè. Thắng gì nói mà thắng. Để coi. Hay buồn ngủ vờ lờ. Cái giờ này năm ngoái là rủ tú đi cúp nét nét. Ra đây tao chỉ cho chơi trò này vui hơn nè. Ở đâu Văn Nghệ, cái vui nhất của khai giảng nè. Đẹp quá. Ôi hàng cây xa nó hấp xuân mai trường. Có là chi đã hò lên hồng tươi như nói. Alo. Khai giảng chán quá ba. Năm nay không được tiêm em lớp 10 như năm ngoái nữa. Dạ. Tao có mấy mã dùng của mấy nhỏ lớp 10 mới vô nè, lấy không? 100k 10 ly. Chốt điều luôn rồi. Chốt luôn rồi. Năm nay lớp mình có một bạn mới từ trường khác chuyển qua. Huyền bật cam lên đi em. Tôi nhận được một tin nhắn hay lắm. Em Lân, nghe nói em nhà giàu, ba má làm to, kỹ năng tốt, 18 xăng đúng không? Lân nó giàu thiệt, mà nó giàu tình cảm á. Huyền ơi, tôi hay đi vệ sinh với nó nè. Nó có chút xíu rồi Huyền. Oh man, thằng mất dạy. Mày cắm sừng tao hả? Xong phần văn nghệ, các em ổn định tại chỗ, giải lao 5 phút. Chuẩn bị tới phần phát biểu của giáo viên nha. Quảng cáo, bây giờ đứa nào muốn ăn á hả? Mì gói, bò kho, bánh mì trứng ốp la, bò hút xì tinh. Ê, tụi bay đi, đồ ăn ngon lắm á, mua đi. Alo, alo, con nè. Năm đơn. Ok, chốt đơn. Dạ, hai nuôi sấy cô ơi. Chốt đơn. Cô ơi, cho 2kg của bò với 2 thùng bia cô ơi. Ship liền mai có. Tiên học lễ, học học văn, xem như châm ngôn. Ta bốc hết bát kiến thức, tại sao bán điểm vẫn nợ tới 5 môn. Lễ khai giảng đến đây là kết. Mệt quá. Hello. Làm dán ra RAM không bro? Thôi nay mệt lắm, bữa khác đi. Thì mới đi học có một ngày mà mày mệt mỏi dữ vậy. Khoảnh khắc khi nghe tin tụ trường là tao đã chết trong lòng rồi. Chào mấy em. Má mấy em. Ai cũng tự hào về các em khi các em học hành chăm chỉ. Rồi giờ có ai phát biểu ý kiến gì nữa không? Dạ thầy ơi, trong trường mình có ai một mình dạy tất cả các môn không thầy? Không ai cao siêu đến vậy đâu em. Vậy tại sao trường lại bắt tụi em học tất cả các môn?
Dạ, ban giám hiệu nhà trường em gửi cái đơn. Mẹ ơi, hôm nay con không có lên dự khai giảng online đâu. Ủa sao vậy con? Ở trên trường không ai thích con hết. Các khối không ai thích con hết. Bộ con bị bắt nạt hả? Vậy con tìm đến các giáo viên. Giáo viên nghĩ con là một trò đùa, con không có đến trường đâu. Ủa con là hiệu trưởng mà. Thì bởi vậy. Hy vọng tụi em sẽ được bay cao và hướng tới bầu trời như những quả bong bóng này. Ôi chùm bong bóng thầy thả kìa. Học chung trường mà còn cách ly chung nữa, quá tuyệt các em ơi. Ủa sao hôm nay mới 8 giờ 15 mà mày lo mày tắt máy rồi? Dạ con bị thầy hiệu trưởng kích ra vì trả lời câu hỏi của thầy á mẹ. Trả lời gì? Dạ thầy hỏi là ai kích thầy ra khỏi buổi lễ hoài, có ghen thì trả lời đi. Con không thấy ai trả lời hết, con trả lời giùm với thầy. Hãy like và subscribe cho mình nhé.